Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kỹ sư Phần mềm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ làm tự động hóa CI/CD rất là thú vị. Nó là một công cụ mạnh nhưng cũng rất dễ để bắt đầu. Đó chính là GitHub Actions. Mình cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với GitHub Actions mà thôi, nhưng mà mình nhận thấy nó là một công cụ rất là tốt cho những bạn vừa mới tiếp xúc với môi trường DevOps nói chung và làm các cái công việc về tự động hóa và trên 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 GitHub repository nói riêng. Thì cái điểm một cái điểm hay khác của GitHub Action đó chính là nó miễn phí dưới 2.000 phút. Tức là sao? Tức là GitHub Action nó chỉ tính tiền trên những cái hoạt động tự động hóa mà chạy tốn nhiều thời gian hơn 2.000 phút. Mình nghĩ 2.000 phút cũng đủ cho nhu cầu của các bạn mà vừa mới bắt đầu muốn học tập và nghiên cứu tự động hóa thì đủ xài rồi. Trong cái bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng GitHub Action một cách gọi là cơ bản nhất mà thôi. Thì nào, bắt đầu ngay. Mình chỉ có 10 phút để giới thiệu về cái này thôi. Cho nên mình bắt đầu nha. Rồi, đây là cái kênh, không phải cái kênh mà là gọi là cái repo của mình ở trên GitHub. Hiện tại thì nó là một cái repo rỗng, chẳng có gì hết. Mình mới tạo cái này có 29 ngày thôi, mục đích là để demo. Nhưng mà nó cũng sẽ giống với lại cái repo của các bạn là ở cái phần setting. Thì mấy bạn vào cái phần action này nè. Đảm bảo rằng cái allow all action này nó đã được kích hoạt nha. Đó, thì với cái mức gọi là căn bản nhất thì nên chọn nó cho nó dễ. Những cái mục khác mình sẽ giải thích sau khi mà chúng ta nghiên cứu đến cái phần gọi là nâng cao. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy code về trên máy cá nhân. Đây, đây là code trên máy cá nhân mình, nó chẳng có gì cả. Để bắt đầu tạo một cái GitHub Action á, gọi là tạo một cái workflow á, thì mình phải code nha, chứ không phải là dùng giao diện. Thì nó là code nhưng mà nó dễ lắm, nó không có gì khó trơn á. Mình tạo thư mục. À quên, tạo như vậy là add. Mình tạo cái thư mục nó có tên là chấm GitHub viết thường nha, viết chữ thường. Tiếp theo bên trong chấm GitHub mình tạo thêm một thư mục là workflow có s, workflows plural. Thì mỗi cái workflow là một cái file YAML. Thì trong workflow nó sẽ có job, trong job nó có step, đó là cái thứ tự cấp bậc của nó. Rồi thì mình tạo một cái ví dụ như là hello world đi ha, viết demo thôi. YAML. Trong này một cái workflow nó có 3 thành phần cơ bản chính, đó chính là name. Cái name thì mình đặt tên gì cũng được. Hiện tại thì mình đặt tên là Hello World. Rồi, tiếp theo là on. On tức là chạy khi nào chạy. Và cái thứ ba đó là jobs. Danh sách các cái job sẽ chạy ở trong cái workflow này. Đó, thì cái on này á mình cần khai báo, nó có nhiều sự kiện khác nhau lắm. Các bạn có thể tìm đọc ở trong cái phần gọi là GitHub syntax. Mình sẽ đặt link ở trong phần description. Các bạn vào phần mô tả dưới cái video này đó, lấy vào cái link đó để đọc về tài liệu về các cái sự kiện này. Mình chỉ giới thiệu các bạn sự kiện về push là được cái đơn giản nhất. Mình muốn chạy cái workflow này khi ai đó đẩy code vào trong cái nhánh main của mình. Thì mình sẽ khai báo là chạy khi mà ai đó push vào cái branches mình muốn người ta chạy vào main. Các bạn có thể có các cái chiến lược về về phân nhánh khác, ví dụ như là tạo ra vài nhánh develop rồi staging gì đó nhé. Thì ở đây mình chỉ có một nhánh thôi, thì mình để main như thế này là đủ. Trong cái job thì job đây là một cái array nè, một cái có thể chứa nhiều cái job khác nhau. Thì mỗi cái job nó sẽ bắt đầu bằng một cái job ID. Ở đây mình có lẽ mình khai báo là say hello ha. Đó, tap vào một cái nha, có hai khoảng trắng đấy. Rồi tiếp theo trong cái job ID nó có, trong mỗi cái job á nó sẽ có hai cái thuộc tính lớn cơ bản, đó chính là run on. Run on là chạy trên nền tảng nào. Các bạn làm web thì thường thường là Ubuntu, Ubuntu latest. Đó, còn những bạn làm mobile, những bạn làm về Windows application thì có thể có cái tên nền tảng khác nhau, ví dụ như là Windows hoặc là Mac OS hoặc là Android, iOS gì đó nhé. Rồi, trong trong cái tài liệu của GitHub Actions nó sẽ có mô tả về cái này. Mình
xem, mấy bạn xem trong link ở phần mô tả nhé. Rồi tiếp theo, cái chat nó có range on chạy trên nền tảng nào, chạy những cái bước nào thì mình khai báo là steps. Step, mỗi step nó có thể có tên, mấy bạn có thể đặt tên, hoặc cái tên mục đích là để cho nó gợi nhớ về cái step đó làm gì. Mình thì không cần, mình chỉ cần nó run một cái câu lệnh là echo hello world vậy thôi, đơn giản. Rồi đã xong, đây là cái workflow đơn giản nhất thế giới. Rồi commit lên vậy thôi, push. Sau khi push code xong, mình sẽ chuyển qua cái GitHub repository của mình để mình coi thể nó chạy hay chưa nhé. Đây, ở trên GitHub, GitHub repository, click vào action ở đây nè, thì các bạn sẽ thấy cái chốt mình nó chạy 14 giây trước nè. Say hello, click vào thử nhé. Ở đây nó đã say hello rồi nè, đã say hello world nè. Rồi đây là cái job nó có một step, còn nó có nhiều step thì sao? Rồi mình sẽ làm cho cái job mình nó phức tạp hơn một xíu. Quay lại cái code nhé. Rồi đây là màn hình code của mình. Mình sẽ làm cho cái code của mình phức tạp hơn xíu. Ví dụ như là nó, mình muốn in ra cái ngày hiện tại đi, thì mình có hai step. Step đầu tiên là mình cần tìm được cái ngày. Mình tìm được cái ngày hiện tại thì code của mình nó sẽ gồm có một số bước khác nhau. Đây, cho nên mình cái bước tìm ngày có thể nó có vài dòng lệnh khác nhau, cho nên mình sẽ dùng cái dấu này để mình xuống dòng cho nó dễ. Rồi mình tab vào, mình ghi export, ví dụ như export, không cần export nữa mà echo thôi. Tìm ngày thì dễ mà, đâu cần nhiều bước đâu. Rồi thôi, quay lại, nó chỉ có một dòng lệnh là mình tìm được ngày rồi. Echo today, đây là cái cú pháp để mà mình truyền giữ, truyền biến, truyền giá trị giữa các step nha mấy bạn. Đây, today này, bằng bằng cái gì thì bằng mình viết cái dòng lệnh để nó in, nó gắn giá trị vào trong cái biến today là date đó, năm tháng ngày. Đấy, cái dòng lệnh này trên shell script nó sẽ in là cái năm tháng ngày, nó gắn giá trị vào vào cái string này. Thì muốn truyền giá trị giữa các cái step trong một cái job á, thì GitHub Action nó dùng một cách đặc biệt, đó là nó echo một cái string vào trong một cái file biến môi trường. Thì hiện tại mấy bạn nhớ cái cú pháp kỳ cục này nha, nó dùng để truyền biến giữa các cái step khác nhau. Cái khi nào bạn cần truyền biến thì bạn dùng cái cú pháp mũi tên GitHub env này nè, nhìn nó khá là kỳ cục nha. Giờ tạm thời hiểu đây là cách truyền biến đi, thì cái bước tiếp theo mình cần say today is today, bởi vì bước trước mình đã có cái biến môi trường được truyền vào này. Thì bước tiếp theo mình ghi là today is today. Rồi mình sẽ in lên, rồi mình phải today push. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua cái màn hình GitHub Action để mình xem thử nó chạy hay chưa nhé. Quay lại action, mình thấy cái màn hình file today của mình nè, nó chạy, nó vừa mới chạy xong nè, đã chạy rất là nhanh, có một giây thôi. Đương nhiên code này có gì đâu mà không nhanh. Rồi khi click vào đây, mình thấy nó đã thêm hai cái bước của mình nè, cái bước setup job và complete job này là GitHub magic nha. Cái này là GitHub nó tự làm, mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm đến những cái dòng code mà mình ghi đây thôi. Thì mấy bạn có thể thấy ở đây là run echo today, nó chạy cái dòng lệnh này xong, nó sẽ nạp giá trị vào, click vào đây mình thấy không, giá trị rõ ràng nó đã in ra được là today năm 2022 tháng 1 ngày mùng 5. Rồi như vậy đây là chính là những cái bước cơ bản nhất của một cái GitHub Action. Các bạn hãy làm thử đi, chúc các bạn may mắn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới video để mình trả lời. Nhớ tìm hiểu xem, comment xem là GitHub tính tiền như thế nào nhé. Mình sẽ làm một video về building riêng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.